Rồi, xin chào toàn thể anh em đam mê mai rừng nha. Lại là mình đây. Hôm nay mình lại tiếp tục lên clip. Làm một clip nha anh em nha. Anh em xem kênh nhớ đăng ký kênh, like và để ủng hộ nha anh em. Rồi, cây thứ nhất nha anh em nha. Cây này cây đầu tiên nè. Cây này về đế rất đẹp. Bốn chi. Về đế khá đẹp anh em ạ. Rồi quanh chút. Quanh 56 cao. Cao 56 luôn. Bao luôn. Rồi quanh 56 cao 56 nha anh em. Bao luôn chất. Cái này trồng chậu 60 là đẹp nha anh em. 50 bốn mấy trồng chậu 60 chất. Và 56 cao 56 số đẹp ạ. Bao lô anh em ạ, đếm khá đẹp. Bao lô kiếm tiền mình trúng á này mà xong kiếm tiền mua luôn. Cái này nó găng thăng găng nha anh em. Chọn nó găng nè. Rồi anh em nào yêu thích cây này đầu clip thì chốt nha anh em nha. Rồi anh em tiếp tục cây số 2 anh em ạ. Cây khá lùng lực luôn, cây không bít thương bít bọng vậy nha anh em nha. Có cái chi thừa mình đục mình làm theo anh em ạ. Đây đế khá đẹp nè, đế nè, bô keo vết dễ này nữa nè, đế khá đẹp luôn nha. Con cục nâu nè, cây thằng găng nha, cây lăng. Rồi anh em, mình tiếp tục thôi anh em ơi. Cây lùng lực khá đẹp nha. Cây bồ chi đẹp không? Đế đẹp luôn. Cái gì cũng đẹp hết anh em. Có một cái lỗ bọng là không đẹp thôi. Có một cái lỗ nè. Lỗ này kiếm phạt thích ca ngó vô nha anh em. Để trong ngồi dưới gốc cây na nữa. Rồi. Đổ nước không chảy nha. Quanh cây chi mình hết rồi, ghép là chơi thôi. 59. Mình 59 cao. Cao 35. Rồi mình 59 cao 35. Vô chậu 60 nhất. Đế đẹp luôn. Rồi anh em nào yêu thích cây này thì liên hệ mình. Rồi tiếp tục thôi anh em ơi. Lại là mai két. Cây đế đẹp nha. Đế nè. Đế khá vip. Cây hai thằng nha. Thằng xiên, thằng đứng nha. Kê bên này lên chút chút. Ok, kê cái mũi lên chút. Cao lên. Kê lên. Đắp chút kê lên. Rồi. Cây xiên về mới đục ngoài đó. Rồi dứt. Quanh. Cao mà như cũng thức rồi. Mình 51 cao 45 nha anh em. Anh em nào hợp gu cái này thì liên hệ trực tiếp mình nhất. Đế đẹp lắm. Thằng nghiền thằng chấp nhận. Rồi cảm ơn anh em. Tiếp tục thôi anh em ơi. Phương chờ xíu nha Phương. Mấy cây nữa à? Có làm gì không? Thôi anh em ơi, cây chục nha. Đế đẹp. Đế
hai chi. Cây này thấp thăng 30. Chào cho cây nào nữa? Dứt. Cây này thì liên hệ trực tiếp mình nha. Ủa anh em, lại tiếp tục thôi anh em ơi. Dứt. Cây cốt thoáng chi đẹp luôn. Chi đưa vài luôn nha. Cây cốt chủ hơi lắc nhẹ nè anh em. Để tạm được nha. Để tạm được. Cây này lũ mộng vậy đó, quanh 90 nha anh em. Thế là 90 mà mình chưa bớt á anh em à. Bớt 80 còn 40. Mình 30. Mình 30 nha, bớt 60 còn 30. Cao 66. Rồi mình 30, cao 66. Chức bầu 38. Cái này trồng chậu 50 thì đẹp nha. 8 đều. Chức anh em ơi. Rồi tiếp tục anh em ơi. Con bé trong mặt luôn. Tiếp tục thôi anh em ơi. Cây đế cũng tạm được nha anh em. Cây mini tạm được. Rất. Rồi quanh quanh. Ôi mini, tiếp tục lại mini. Cây đế bắn xuống cũng được, tạm được. Dễ thì bao luôn nha. Quanh lọc lại. 30. Mình 30 cao. Cao 40. Cao 40. Mình đế luôn, mình đế luôn. Chồng chậu 50 dứt. Chốt. Điện thoại chốt nha anh em. Rồi tiếp tục một cây mai. Nói trên lại anh, nói trên cùng dễ lại. Rồi dứt. Hoành nhiêu? 30. Hoành 30 cao. Cao nhiêu anh? Cao 40. Cây hiến xuyên qua một bên nha. Hai thân xuyên qua một bên. Cây bầu chuẩn nha. Cây không bị lũ bọng gì nha. Có dễ cám à. Màu khá đẹp. Rồi dứt. Dứt. Tục cây chật chật lắc nha anh em. Cây khá đẹp. Mà hai cao 40 dứt. Đế đẹp lắm. Cây thăng đặc hiệu không rũ bọng nha. Bầu chắc nuôi rồi. Rồi nhóm này nhóm mini, anh em nào thích nhóm này thì alo em chốt nguyên lô luôn nha. Ok anh em. Rồi tiếp tục cây nữa. Cây này cây hai thăng chơi gió lù cũng được nữa anh em. Cây khá đẹp. Mình 30 cao. Cao 55. Cây liền lạc lắm em à. Cây đế đó. Cây đế khá vip luôn anh em à. Chi, bộ chi đẹp luôn. Cây này về ghép để chơi thôi. Cỡ 5 là chơi được anh em à. Thèo nhỏ. Thèo, cỡ tay cá thôi. Rồi anh em nào thích cây này thì liên hệ trực tiếp mình nha. Dứt. Rồi tiếp tục thêm một em mini nữa. Hoành 25. Hoành 25 cao nhiêu anh? Cao 55. Hoành 25 cao 55. Đế đẹp. Đế nơm nha. Cây này thì bao dễ cám cho anh em nha. Cây không lũ bọng luôn. Cây liền lạc nha anh em. Có bộ tàn mịn. Về chỉ ghép vô là chơi thôi. Cây khá đẹp. Cây có bộ chi đẹp này.
Đế xuống này nó phăng khúc hết, giót giót đế hết luôn nè. Xuống này giót giót hết luôn nha anh em. Dễ cắm viên chùm luôn nè. Viên chùm dễ cắm luôn. Cái này thì bao sóng nha anh em. Rồi giúp nha anh em nha. Anh em nào hợp gu cái này chốt. Rồi, lại tiếp tục thôi anh em. Cái này cái cuối clip nha anh em nha. Cái cuối cùng cuối clip nha anh em. Cái hướng xiên gió anh em. Cây có bộ chi đẹp anh em à. Cao 52, mình 46 cũng là cao 52. Dài 60. Dài 60. Dài 20. Rồi anh em. Anh em nào thích cây này liên hệ trực tiếp mình nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của mình nha. Anh em xem kênh nhớ đăng ký nha anh em. Rồi anh em. Hẹn gặp lại anh em những video kế tiếp nha anh em. Tạm biệt anh em. Nó đã nở trong vườn nhà em. Đây anh em. Cây này thì mình vừa trồng xong cỡ sau cỡ 2 tháng. Cây kéo nhựa lên là mình định bo vô nè. Mình không quá chờ. Thả mầm luôn. Giờ ho đi nữa. Phê. Sau một thời gian ghép, em nó đã kết nụ cho hoa.